Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết các bước lập một tài khoản đào Pi miễn phí. Đầu tiên là chúng ta vào cửa hàng, cài đặt app Pi Networks. Các bạn chờ cho nó tải về. Chúng ta mở app ra. Ở đây là có phần cài bằng Facebook và cài bằng số điện thoại. Thì tốt nhất là các bạn nên cài bằng số điện thoại để sau này cho tiện, cho dễ xác minh. Chọn quốc gia Việt Nam. Các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào. Bước tiếp theo là cài mật khẩu. Mật khẩu là gồm 8 ký tự trở lên, một chữ in, một chữ số và một chữ thường. Đến phần họ tên, tên này đã có người sử dụng. Thực ra cái tên này không quan trọng lắm đâu các bạn. Và đây là phần mã của người giới thiệu. Ai giới thiệu các bạn vào thì các bạn nhập mã của người đó vào. Đây thì mình nhập mã của người mời mình vào. Các bạn cũng có thể nhập mã này của mình vào để cài lập tài khoản cũng được. Vâng, đó là xong các bước cài và chúng ta phải vào đây. Các bạn chú ý chỗ này, chúng ta nhấn vào chỗ set này là nó sẽ tự động đào cho mình. Sau 24 giờ thì chúng ta sẽ vào lại một lần để nhấn vào set này để cho nó tự động đào tiếp. Này. Đây, hiện tại là tốc độ đào của mình là 0,25 pi trên 1 giờ.